Xin chào các bạn, mình sẽ quay cảnh cắt cây sung nha. Đây, nguyên cái bộ phận xe cẩu để cắt cây sung nè. Đây, anh tài xế ngồi trên này, điều khiển cái xe cẩu nè. Vì cây sung này nó cao hơn điện cao thế luôn các bạn ơi. Này, cao hơn cái điện dây điện nữa, cho nên nó không an toàn về điện. Này, đưa cái dây dù lên đó để cắt nha. Chút xíu mình quay cảnh cắt nha. Người leo lên để chuẩn bị cắt dây nè các bạn. Cưa lên để cưa nè các bạn. Rồi, bây giờ là đang cắt bằng tay mấy cái cành nhỏ trước nè. Năm giờ chiều rồi các bạn ơi, hơi bị tối một tí nha. Một cành nhỏ đã rớt xuống. Dùng phương pháp chia nhỏ, cắt những cành lá nhỏ trước, sau đó cắt thân sau. Dưới sẽ cắt cái cây cho người có trên mà đi theo cây.
Ôi nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Chạy 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 chạy. Cho nó gọn trên xe
Rồi, chúc mừng. An toàn rồi các bạn ơi, một nhánh rất là to luôn. Cái tiếng xe tải này đang chạy mà hơi ồn, các bạn thông cảm. Nó xuống rồi người ta sẽ tỉa lại, cắt lại cho nó gọn. Rồi còn hai nhánh còn lại nữa là xong cây sung các bạn ơi. Còn một nhánh cuối cùng. Hái sung các bạn ơi. Sợ có cái ấy ở dưới xe. Không, tôi lái đại đi. Hái sung. Đi ra. Đó là sung luôn. Quả sung. À. Ăn cho nó sung. Cảm ơn anh. Trời ơi. Lấy một đầy sung luôn về. Còn một nhánh cuối cùng nữa là hoàn thành. Chị cắt tới cái chấm ba đó là xong hả chị? Rồi nó đổ cái đâu nó chặt rồi. Cho nó an toàn. Sợ nó đổ, sợ nó dính vô dây điện. Ô. Nguy hiểm. À, hái sung cho mình đó nha. Bọc sung luôn kìa. Đây, cho em xin. Rồi, cảm ơn anh. Anh ăn không? Ăn không cho nữa nè. Nữa đi. Ngon ngon, xích này nhỏ nhỏ ăn ngon lắm anh. Wow, hết rồi, chủ lũ rồi.
Rồi, thế là xong, cây sung đã cắt hoàn thành rồi các bạn ơi. Đó, tụ lũi như vậy đó. Rồi, xin chào cả nhà nha. Chúc cả nhà một ngày thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình. Bye bye. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh Nhất Nguyễn nha. Mình sẽ quay nhiều sự kiện và cảnh đẹp cho các bạn xem.